Tổng thư ký hảo. Phu nhân chủ tịch xin chào. Xin chào bà. Chào mọi người. Chào bà. Xin chào. Bà tìm chủ tịch sao? Không phải. Tôi đến tìm Diệp Minh Châu. Cô ấy có ở đây không? Cô ấy giờ nãy vẫn ở đây mà. Cô ấy đi đâu rồi? Chắc là tới phòng trà nước rồi. Được, cảm ơn. Bà đi cẩn thận. Minh Châu. Bởi vì cháu làm việc ở công ty nên tạm thời sống ở Tân Hải. Các cháu không phải chuyển đi rồi sao? Giữa đường xảy ra một chút chuyện, sau đó là chuyện gì? Người tìm mẹ cháu có chuyện gì sao? Ta có một chút chuyện muốn hỏi mẹ cháu. Cháu có thể cho ta biết địa chỉ nhà cháu ở núi Hoàng Long không? Xin chào, xin hỏi có việc gì à? Xin hỏi chỗ các cậu có người tên là Diệp Minh Châu làm việc ở đây đúng không? Có, chính là ở đây. Cô ấy người đâu rồi? Chú Giang. Thiếu gia, chú tới làm gì vậy? Nhìn cái gì? Tôi đang hỏi chú đó. Thiếu gia, tôi nghe nói mẹ cậu tới đây. Mẹ của tôi? Mẹ tôi tới làm gì chứ? Phu nhân vừa tới là đến tìm Diệp Minh Châu. Bà ấy tìm cô ấy làm gì? Không biết. Tôi nói với bà ấy là Minh Châu ở trong phòng trà nước. Thiếu gia, tôi đi trước. Minh Châu. Bác trai, sao hôm nay bác lại tới công ty? Tôi tới là muốn tìm cháu. Tôi hôm nay phải nói chuyện tới nơi tới chốn. Bác trai, vốn dĩ sau khi tới Tân Hải, cháu chuẩn bị tới nhà hỏi thăm bác. Cháu không cần nói gì cả. Hãy nói tôi biết. Vừa nãy phu nhân nói gì? Tôi hỏi cháu đó. Cháu đã nói gì với phu nhân rồi? Phu nhân hỏi cháu địa chỉ nhà ở núi Hoàng Long trước đây. Hỏi mẹ của cháu còn ở đó hay không? Cháu nói bà ấy biết rồi sao? Còn nói gì nữa? Nói tôi biết đi. Cũng không nói gì cả, chỉ hỏi thăm Mộng Khiết gần đây có tốt hay không thôi. Còn nữa không? Còn có. Phu nhân hỏi cháu, bà ấy nói là vết sẹo trên cổ cháu làm sao lại có? Có khi nào? Bác trai à, sao thế à? Có vấn đề gì sao à? Làm sao, làm sao? Tôi hỏi cô, có phải cô muốn đi gặp Tiểu Lỗi nhà tôi không? Nói.
Bác trai, cháu biết cháu vẫn chưa đủ ưu tú. Đột nhiên nói với bác về quan hệ giữa cháu và Tiểu Lỗi, bác có chút khó chấp nhận được. Nói tôi biết, cô có gặp Tiểu Lỗi hay chưa? Gặp rồi à? Nhưng mà bác trai, cháu và Tiểu Lỗi là yêu nhau thật lòng. Cô xem cô có thể xứng với Tiểu Lỗi nhà chúng tôi sao? Tôi nói cô biết, Tiểu Lỗi nhà chúng tôi có người nó yêu rồi, nhưng không phải là cô. Bác trai, cháu biết cháu cách yêu cầu của bác còn rất xa. Cháu không hiểu tại sao bác lại đối xử với cháu như vậy. Nhưng mà yêu một người không sai. Bớt nói những lời vô nghĩa này đi. Mình cho tôi nói cô biết, từ nay về sau cô đừng gặp Tiểu Lỗi nhà chúng tôi nữa. Nếu để tôi biết cô gặp Tiểu Lỗi, tôi không khách khí với cô đâu. Tôi không tha cho cô đâu. Không sao Minh Châu, không phải sớm đã đoán được rồi sao? Lại nói, bây giờ không phải đã tới công ty mà mày thích nhất rồi sao? Cố gắng hết sức mình thay đổi bản thân. Tao tin bác trai nhất định sẽ có ngày chấp nhận mày. Xin chào. Alo, anh Siêu. Em tới xem hiện trường chưa? Em đang chuẩn bị đi. Sau khi đi xong chuẩn bị báo cáo cho anh. Khi nào anh quay về văn phòng? Thế này, lát nữa em đến du thuyền báo cáo đi. Du thuyền? Tại sao không mở văn phòng mà phải tới du thuyền? Em không phải là thích thuyền sao? Lại nói, văn phòng ngột ngạt như thế. Lát nữa gặp lại nhé. Tổng giám đốc, xin chào. Đợi đã. Chiếc áo len này là nhà Minh Châu bọn họ làm rơi sao? Đúng à. Tiểu Dương nói muốn ra ngoài một chuyến. Cậu đưa chìa khóa giúp tôi. Phu nhân, chìa khóa trong xe. Trong xe à? Được. Cậu đi nghỉ ngơi đi. Được, cảm ơn phu nhân. Phu nhân, bà đây là muốn ra ngoài à? Tới núi Hoàng Long sao? Tại sao chú lại biết? Tôi nghe Minh Châu nói. Được. Có chuyện gì hãy về nhà đòi nói. Phu nhân, tôi nghe nói núi Hoàng Long đường đi rất xa. Bà hay là đừng đi nữa. Tôi có một số chuyện cần phải xác nhận. Thế này đi phu nhân, tôi lái xe cho bà. Lại nói lâu lắm không tới thăm vợ Đại Sơn rồi. Tôi cũng nên tới thăm bà ấy. Nào phu nhân, mời. Phu nhân, mời. Tại sao ta chưa nghe người mà Lý Siêu nâng đỡ là Minh Châu trước đây? Tổng giám đốc công trình giới thiệu, hơn nữa còn nói là do cha sắp xếp. Không thể để hai người họ liên hợp lại, nó sẽ hình thành một dòng nghịch lưu. Đúng rồi cha, có phải cha đang lo lắng ông nội của Lý Siêu không? Lý Hồng Thái, đó là một lão hồ ly. Ông ấy không dễ dàng bị ta hạ gục như thế đâu. Bây giờ ông ta muốn bất cứ lúc nào phản công lại ta.
Con cảm thấy cha xem trọng ông ta quá rồi. Doanh nghiệp của ông ta sớm đã bị chúng ta thu mua rồi. Bây giờ ông ta một mình có thể có năng lực gì chứ? Không được khinh địch, không được khinh địch. Ta nói con biết, Lý Siêu này lợi hại hơn ông nội của cậu ta 10 lần, 100 lần. Cậu ta ở Mỹ chuẩn bị đánh bóng danh tiếng, quay về để đòi nợ đó. Dọa ai chứ? Ở Mỹ chạy một vòng, quay về trở về lợi hại rồi. Con mới không tin. Được rồi, đừng khinh địch. Cha, cha cũng ở đây sao? Sao em lại xông vào văn phòng? Con là tới tìm anh. Nghe nói Minh Châu tới làm việc ở bộ phận của anh. Em tới gặp cậu ấy. Tại sao hôm nay đều tới tìm Minh Châu vậy? Mẹ hôm nay cũng tới. Mẹ của con cũng tìm con bé sao? Minh Châu này chính là... Cha, cha quên rồi sao? Chính là người mà lúc con còn nhỏ từ núi Quảng Long qua đó. Cậu ấy còn ở nhà của chúng ta một thời gian. Chủ tịch Hà, xin chào. Tôi đang trên đường đưa phu nhân tới núi Quảng Long. Bà ấy tới núi Quảng Long để làm gì? Có một cô gái tên là Minh Châu xuất hiện, đưa phu nhân tới gặp mẹ cô ta. Lại bắt đầu phát bệnh rồi. Được rồi, nếu như anh cũng đi thì phải xử lý chuyện này cho gọn gàng. Đừng lại vì chuyện của Đình Đình khiến bà ấy buồn lòng nữa. Vâng, ông yên tâm đi chủ tịch Hà. Tôi biết phải làm như thế nào. Tôi sẽ sắp xếp tốt cho phu nhân. Thư ký Thôi à? Dân, chủ tịch Hà. Cậu tới phòng phát triển kỹ thuật, đem tư liệu của người tên là Diệp Minh Châu. Tôi muốn xem. Anh nói mộng thiết này, em tìm cái con nha đầu ăn chực uống chực đó làm gì? Anh không thể nói chuyện dễ nghe một chút sao? Cái gì mà ăn chực uống chực chứ? Minh Châu lúc còn nhỏ từng cứu mạng của em đó. Thôi bỏ đi, nói với em cũng không hiểu. Anh rốt cuộc là có ý gì? Mẹ bây giờ muốn em kết hôn với Giang Lỗi, chắc là hiểu rồi chứ. Anh đùa à? Anh không đùa với em đâu. Bây giờ tới cha cũng đồng ý rồi. Làm sao có thể? Em làm con cờ để mọi người tự ý sắp đặt sao? Còn không hỏi của em mà bắt em kết hôn. Hơn nữa, anh thấy em và Giang Lỗi hợp sao? Nên bớt giao du với loại người đó đi. Lãng phí thời gian. Nào phu nhân. Phu nhân. Là ở đây sao? Chắc là thế. Chúng ta vào đó trước đi. Được. Trong nhà có ai không? Ai đó? Đến đây, đến đây. Xin chào. Mẹ Minh Châu à, chúng tôi từ Tân Hải đến. Tôi là mẹ của Mộng Khí. Cô không nhớ tôi sao? Đường xá xa xôi tới đây là có chuyện gì sao? Có một chuyện tôi muốn hỏi cô. Cô nói đi. Chiếc áo len cũ này cô còn nhớ không? Cái này cô nhặt được ở chỗ nào từ Tân Hải? Là để con gái mặc sao?
Hình như là như thế. Xin cô, hãy suy nghĩ thật kỹ. Chiếc áo len cũ này là tìm được từ chỗ đồ cũ của nhà các cô. Lâu quá rồi không nhớ được. Còn nữa, đứa bé trong bức ảnh này mặc chiếc áo len cũ đó giống hệt y như chiếc áo len này. Đứa bé này có phải Minh Châu không? Tôi chưa từng gặp đứa bé này. Trên cổ Minh Châu có một vết sẹo bỏng. Cô suy nghĩ kỹ lại đi. Nó bị bỏng khi nào? Minh Châu không phải được nhận nuôi đó chứ? Bà nói cái gì vậy? Minh Châu là máu thịt từ trong bụng tôi mà ra. Tôi vất vả cực khổ mang thai nó 10 tháng trời. Bà nghĩ sao mà nói tôi nhận nuôi? Bà này thật là... Xin lỗi. Được rồi, tôi không muốn nghe bà nói linh tinh nữa. Đi mau đi. Phu nhân, người ta nói là không phải rồi. Chúng ta về đi. Bởi vì mất đứa nhỏ nên tôi mới như thế. Đứa nhỏ trong bức ảnh đó, nó chính là con gái của tôi, Đình Đình. Nó mất rồi. Tôi muốn hỏi một chút, chiếc áo len cũ này cô nhặt được ở đâu vậy? Chuyện rất lâu rồi. Hình như nhặt được ở một thôn nào đó. Thôn? Nó ở trong thôn nào? Cô nói tôi biết là nhặt được ở nhà nào đi. Cậu xin cô hãy nói tôi biết đi. Được rồi, tôi đã nói rồi mà, tôi không nhớ được. Còn bà lạc mất rồi, sao lại muốn cướp con gái của tôi chứ? Đi đi, nhanh lên. Xin lỗi, xin lỗi. Thôi bỏ đi phu nhân, chúng ta đi thôi. Đi. Đi thôi. Xin lỗi. Anh nói tôi biết, Đình Đình thực sự bị rơi xuống biển rồi sao? Đúng thế chị dâu, Đình Đình thực sự là bị rơi xuống biển này rồi. Tôi đã nghe ngóng mấy chỗ ngư dân xung quanh rồi. Bọn họ nói đứa bé chính là rơi xuống ở đây. Khi đó đứa bé mỗi ngày đều khóc lóc. Tôi muốn dẫn nó đi chơi cho đỡ khóc, nhưng mà tôi bị điên rồi nên quên mất. Chớp mắt, đứa bé đã bị sóng cuốn trôi mất rồi. Tôi lúc đó cũng muốn nhảy xuống tìm, nhưng mà tìm thế nào cũng không tìm thấy. Đình Đình chỉ lưu lại chiếc giày này thôi sao? Anh đừng có lừa tôi. Đình Đình là hy vọng duy nhất của tôi. Tôi không lừa cô đâu. Thực sự không lừa cô. Con không được rời xa mẹ. Con không được đi. Thật đó. Anh bỏ tôi ra. Tôi muốn đi với con tôi. Tôi muốn đi với con tôi. Phu nhân, chúng ta đi thôi. Rốt cuộc sao thế? Rốt cuộc là chuyện gì? Minh Châu sao có thể? Diệp Đại Sơn, không phải ông nói là trên đường chơi bời với đàn bà sao? Người phụ nữ đó, không thể nào. Rốt cuộc
Là chuyện thế nào đi? Không được. Mình vất vả nuôi lớn con gái, tại sao mình lại phải nhường cho bà ta chứ? Mình không nỡ. Sao lại câu cá trên du thuyền vậy? Đừng dọa cá chạy mất. Tôi vừa mới nhìn thấy một con cá to thế này bơi qua bơi lại cạnh thuyền của tôi. Tôi chuẩn bị câu nó, nấu một bát canh cho cô đó. Biết câu cá thật hay giả đó? Cô nói cái gì thế? Tôi nói cô biết, không phải tôi khoác lác. Tôi từng ở trong hiệp hội câu cá nước Mỹ, đạt được giải thưởng lớn đó. Lại khoác lác rồi. Xem có phản ứng rồi. Con này to quá. Nhanh lên, giúp tôi mau lên. Lấy vợ giúp tôi đi, mau lên. Mau, bên này. Bên này, kéo lên một chút. Anh có biết câu không vậy? Kéo lên, nhanh lên. Cô nhìn đi, đây là cái gì hả? Còn nói tôi khoác lác nữa không? Này, xem đi, đây là cái gì? Sao là cái giết chứ? Cái gì mà cá giết? Không phải là cá mú sao? Cá mú? Thật là mở rộng tầm mắt. Con này là cá mú. Là giám sát của tôi ơi. Tôi nói có phải là anh sống ở Mỹ lâu quá, đến cá nước ngọt với cá nước mặn cũng không phân biệt được sao? Tôi giới thiệu cho anh biết nhé. Con này chính là cá giết. Con này là cá chép bụng trắng. Đều là cá nước ngọt, hiểu chưa? Cô nói đang yên đang lành cá nước ngọt, để chạy tới biển để làm cái gì nhỉ? Đáng ghét quá. Cũng được. Cho thêm chút đậu phụ. Tôi nấu bát canh cá giết đậu phụ đi. Giống như bức tranh này, bản vẽ thiết kế và chế tác tiến hành thay đổi một chút. Theo quy định ban đầu, đem độ dày của đường ống từ 6mm chuyển thành 4mm. Biết tại sao tôi bảo cô giảm bớt độ dày của ống không? Tăng cường độ dày của đường ống tuy là có tăng cường và ổn định tính năng, nhưng mà 4mm đã đủ kiên cố rồi. Nếu như dày hơn nữa, như thế sẽ tăng thêm chi phí công trình và phí vận chuyển. Không tồi. Kinh nghiệm hiện trường phong phú, học hành cũng không tồi đó. Nhưng mà sao lại nói chuyện kính cẩn với tôi như thế? Đây không phải là công ty, nhưng mà trong công việc anh là cấp trên của tôi, vẫn phải có quy tắc. Được, vậy công việc kết thúc rồi, thả lỏng một chút. Có thể thu dọn lại rồi. Minh Châu à, những thứ học được trong trường học nhất định phải liên hệ với thực tế. Nào, tôi dìu cô. Lý luận với thực tiễn có chút khác biệt. Trên phương diện thực tiễn tôi cũng coi là có chút kinh nghiệm, nhưng mà trên phương diện lý thuyết sau này cần anh giúp đỡ nhiều hơn. Nếu như cô muốn học thiết kế có thể tìm tôi để học. Anh nói thật sao? Anh không được nuốt lời đó. Tôi phải ghi chép lại. Không cần. Hè này chúng ta móc tay. Móc tay 100 năm không thay đổi. Nếu không thì là chó con. Được, là chó con. Bởi vì anh là chúa khoác lác, đối với lời nói của anh vẫn là ở trạng thái nghi ngờ. Nhưng mà lần này tôi bằng lòng tin anh. Ấn. Cảm ơn nhé. Minh Châu, tay cô mềm thật đấy.
là muốn ăn đánh đúng không? Đùa thôi, Lý Siêu. Cô tới đây làm gì vậy? Cô là Minh Châu, Mộng Khí. Đúng thế, Minh Châu. Mình gọi điện cho cậu mãi, sao lại không nghe? Cậu gọi cho mình sao? Mình đang làm việc nên là để im lặng rồi. Không sao. Nhưng mà bao nhiêu năm không gặp, tại sao cậu vẫn giống như trước đây vậy? Hơn nữa, càng ngày càng xinh đẹp. Đương nhiên rồi, so với lúc trước càng xinh đẹp hơn đúng không? Lý Siêu, Minh Châu không phải là anh tuyển cậu ấy sao? Sao không nói cho em biết vậy? Sớm muộn gì các cô cũng gặp nhau. Tôi nói trước với cô có tác dụng gì không? Minh Châu à, mình rất nhớ cuộc sống lúc nhỏ của chúng ta. Đúng thế, mình cũng rất là nhớ. Nhưng mà gần đây thực sự rất trùng hợp. Đầu tiên là gặp anh Siêu, hôm nay lại gặp cậu. Nhưng mà hai người vẫn luôn giữ liên lạc đúng chứ? Tôi... Đương nhiên rồi, mình theo anh ấy. Chúng mình cùng nhau đi Mỹ. Cô nói cho rõ đi, cái gì mà cô cùng tôi đi Mỹ? Chúng tôi, được rồi, chúng ta đừng đứng ở đây nói chuyện nữa. Mình dẫn cậu tới nhà hàng mình mở đi. Hai người cùng đi Mỹ sao? Đúng thế, đáng ghét. Bà chủ, đồ ăn lên hết rồi. Mộng Khiết à, nhà hàng này là cậu tự mở sao? Trẻ như thế đã có sự nghiệp của mình rồi. Giỏi quá đúng không anh Siêu? Đúng thế, mình còn đang chuẩn bị mở đại lý lớn hơn cơ. Cậu vừa nãy làm gì nhìn ấy thế? Cái này nói ra cô không hiểu đâu. Đều là chuyện công trình. Tôi bây giờ là giám sát. Cô ấy đương nhiên phải báo cáo cho tôi biết những chuyện công trình rồi. Nếu như có hai người chúng ta, anh nói chuyện em không hiểu hơn nữa, em cũng bằng lòng ngồi nghe. Cô làm gì thế? Giữ khoảng cách với tôi, ok? Dính như đĩa. Hai người nhìn có vẻ rất đẹp đôi đó. Cái gì mà có vẻ đẹp đôi? Cô ta với tôi chính là bình thường, không có bất cứ quan hệ gì hết. Này anh, sao tới cô cũng như thế? Thật là không có quan hệ. Minh Châu à, cậu hình như từ nhỏ đã có quan hệ không tồi với Văn Lỗi rồi nhỉ? Cũng tạm, chính là thỉnh thoảng có chút liên lạc. Văn Lỗi này bây giờ là một đại luật sư rồi. Anh ta chim sẻ biến thành phượng hoàng rồi. Minh Châu à, mình thấy Văn Lỗi này hình như đã tìm thấy người trong lòng rồi. Văn Lỗi bây giờ còn sống với các người sao? Nói cho anh nghe một chuyện buồn cười nhé. Người nhà mình vậy mà bảo mình cưới Văn Lỗi. Hôn nhân của bản thân mình sao có thể để họ làm chủ được? Anh Siêu à, có đúng vậy không? Nhà hàng này của cô môi trường không tồi. Các cậu không muốn gặp anh Văn Lỗi sao? Được thôi. Thank you.
Huệ Lan à, nghe nói em tới núi Hoàng Long rồi. Gặp mẹ của Minh Châu chưa? Cô ấy nói thế nào? Cô ấy nói em xem em làm bản thân mình mệt mỏi thành dạng này. Có mệt không? Em thấy rất lạ. Em luôn cảm thấy là cô ấy nói dối. Khi cô ấy nói chuyện với em đều không dám nhìn vào mắt của em. Em năm lần bảy lượt đi tìm người ta, nói con gái người ta là con gái em. Người ta không phải là không dám nhìn em, người ta chê em phiền phức. Em không biết tại sao nữa. Chỉ cần nhìn thấy Minh Châu, em luôn cảm thấy nó chính là Đình Đình. Nào nào, em xem cái này. Đây chính là CV của Diệp Minh Châu. Em nhìn nhóm máu xem. Nhóm máu AB. Em có phải là mẫn cảm quá rồi không? Cái thùn đó, cái thùn đó, giúp em tìm người sống ở đó. Thùn nào? Mẹ Minh Châu nói chiếc áo len đó là được nhặt ở thùn đó. Rốt cuộc là nhà nào cô ấy không biết. Cậu xin anh đi tìm đi, hỏi thăm đi. Em xin anh. Cái thùn đó sớm đã không còn nữa rồi. Em đi đâu mà tìm chứ? Đi đâu tìm? Anh có năng lực có thể giúp em mà. Cậu xin anh. Được được. Huệ Lan, em rốt cuộc muốn tìm đứa bé đó, tìm đến khi nào? Đối với em mà nói, có phải chỉ là có đứa bé đó mới là quan trọng nhất? Tiểu Cường và Mộng Khí chúng nó đều không quan trọng. Em đừng quên, em bây giờ là mẹ của hai đứa nó. Nghe anh, hãy quên đứa bé đó đi. Phấn chấn lên được không? Em cũng muốn làm như thế. Nhưng Tiểu Cường không như thế. Tiểu Cường làm sao? Tiểu Cường biết hết rồi. Nó biết chuyện mẹ đẻ của nó mất rồi. Em cũng muốn Tiểu Cường với Mộng Khí thay thế Đình Đình, dành hết tình yêu của em. Nhưng Tiểu Cường không chấp nhận em. Nó căn bản là không chấp nhận em. Được rồi, được rồi. Anh có biết không? Nó không chấp nhận em. Đừng buồn, đừng buồn. Cha tìm con à? Ta hỏi con, mẹ con là ai? Mẹ con là ai? Nói đi. Là mẹ bây giờ Lâm Huệ Lan. Tốt. Vậy tại sao lại nói những thứ vô dụng để bà ấy buồn? Lý do là gì? Nhìn vào mắt ta nói chuyện. Lý do là gì? Lý do? Mẹ nói muốn gả Mộng Khiết cho Giang Lỗi. Con không vui mới nói như thế. Lời này mà con cũng tin sao? Con tin sao hả con trai? Cha con họ sống ở trong nhà chúng ta nhiều năm như thế. Hôm nay cho dù con nuôi một con thú cưng, cũng phải thường thường vuốt ve nó một chút, nói mấy câu dễ nghe cho nó mới dãy đuôi mừng con, có đúng vậy không? Có đúng vậy không? Tới đạo lý này cũng không hiểu, con làm kinh doanh thế nào được? Được, con biết rồi cha. Còn nữa, mẹ con sau này không được để bà ấy buồn và khóc nữa. Nếu không thì ta không thể tha thứ cho con được đâu. Sợ ta lên ngực con mà xem. Bà ấy nuôi lớn các con như thế nào?
Ra ngoài đi. Ra ngoài. Con trai, cha hiểu tính cách của con. Một khi đã quyết định chuyện gì thì không dễ dàng thay đổi. Nên là cha chỉ có thể làm khó Minh Châu. Chỉ có như thế, cha mới có thể khiến nó mãi mãi rời xa con. Cho nên, cha đã tát nó một cái. Cha vừa nói gì? Con nghe không rõ. Cha đánh Minh Châu. Thật hay giả, cha không lừa con chứ? Tại sao? Tại sao cha lại đánh Minh Châu vậy? Minh Châu đã làm gì sai? Cha muốn đánh thì hãy đánh con đi. Minh Châu làm gì sai? Sao cha làm gì với Minh Châu chứ? Con trai, nó không sai. Sai chính là con có một người cha không có học vấn như cha, hơn nữa luôn nghèo túng. Nhưng mà cha đã dành hết tất cả tâm huyết, dồn hết vào trên người con rồi. Con trai, cha cầu xin con, chia tay với nó đi. Đây mới là sự lựa chọn đúng đắn nhất của con. Con chia tay với nó, cha cũng có thể sống tốt hơn. Minh Châu nó cũng có thể sống tốt hơn. Cha, cha khiến con thất vọng quá. Cha hiểu con mà. Chuyện con đã quyết, không ai có thể thay đổi được. Minh Châu à, chú Hạo Vũ. Muộn vậy rồi mới về sao? Đúng thế, bận cả ngày tới tận bây giờ. Chú đã ăn cơm tối chưa? Ăn rồi. Cháu còn nấu cơm để phần trong đó cho chú đó. Cháu không nói sớm, chú lâu lắm không được ăn bữa cơm nhà rồi. Khẳng định chú ăn lại đồ ăn nhanh rồi đúng không? Cũng có thể nói là như vậy. Chú Hạo Vũ, sau này chúng ta đừng ăn những cái đó nữa. Trưa thì không có cách nào, nhưng mà bữa sáng nhà tối nhất định phải ăn đồ tốt. Sau này để cháu, ok. Chú thật là có phúc ăn thế sao? Không mất tiền mà mời được một đầu bếp đến. Đừng nói như thế, chú giúp cháu nhiều như thế, thế còn ngại lắm đấy. Đừng nhắc tới nữa. Minh Châu, Văn Lỗi, sao? Hẹn hò à? Tôi xem ra về sớm quá rồi. Không phải đâu thủ trưởng, tôi có chút chuyện muốn nói chuyện với Minh Châu một chút. Làm gì mà nghiêm túc thế? Chuyện gì? Cha anh đánh em có phải không? Ông ấy nói cho anh biết à? Em đừng quan tâm ai nói cho anh biết. Có phải là như vậy hay không? Em không sao. Thực ra, điều em lo là anh. Em lo cho anh làm gì? Nói như thế là thật. Minh Châu, xin lỗi. Làm gì mà nói lời như thế? Em không phải ngày nào cũng gặp cha anh. Còn ngược lại anh, nhìn dáng vẻ bác trai có lẽ thực sự rất tức giận. Nên là anh phải nhẫn nại, không được nóng nảy với ông ấy. Nghe rõ chưa? Em không trách ông ấy sao?
Muốn trách chỉ có thể trách bản thân em. Nói thật, anh khó khăn lắm mới có thể có được vị trí như ngày hôm nay. Nhưng mà em vẫn luôn dậm chân tại chỗ, vẫn luôn làm việc thời vụ. Nếu như nói em có cơ hội có thể đi học đại học, em nỗ lực hơn một chút, nói không chừng chúng ta bây giờ không có khoảng cách lớn như bây giờ. Nên là em rất thông cảm cho cha của anh. Em đương nhiên biết tại sao ông ấy lại tức giận rồi. Anh là con trai duy nhất của ông ấy. Ông ấy đem tất cả hy vọng đều dồn lên người anh rồi. Minh Châu, em nói gì thế? Em vì gia đình đã hy sinh đủ nhiều rồi. Em hy sinh tất cả mọi thứ của mình. Nên làm là anh nên hiểu em. Anh đừng lo, em thực sự mà. Anh biết không, lúc bố anh đánh em, em có một loại tâm trạng không thể nói nên lời. Thực ra có một chút an ủi. Anh biết tại sao không? Bởi vì em cảm thấy sau cái tát đó, những điều không thể hình như đã có thể rồi, trung hòa một chút. Đồng thời em cũng đã biết được em thực sự rất yêu anh. Cho dù bị tát lần nữa, em cũng sẽ không có ý nghĩ rời bỏ anh. Cũng chưa từng nghĩ đến sẽ rời xa anh. Cảm ơn em. Cảm ơn. Ngốc quá đi. Em nói cho anh biết, đàn ông không được khóc đâu, nếu không sẽ rất ngốc đó. Đinh Đinh, Đinh Đinh, mẹ có lỗi với con. Xin lỗi con. Đình Đình, mẹ xin lỗi con. Mẹ thực sự xin lỗi con. Chú Hải Vũ, chú Hải Vũ, mẹ con tới rồi. Vui mừng chào đón chị dâu đúng thật là đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp rồi. Đây là Diệp Tráng. Em lớn thế này rồi à? Cũng cường tráng đấy. Chú cũng vậy, vẫn trẻ như xưa. Lão quá ngược. Đây là Kim Châu nhà chúng ta sao? Cháu càng ngày càng xinh rồi. Cháu chào chú. Thật ngại quá, cả nhà chúng tôi lại đến làm phiền chú rồi. Đúng vậy, còn không phải trả tiền phòng nữa. Nhà to như vậy thật tốt. Chị dâu, đây chính là duyên phận của chúng ta. Chị cứ coi đây là nhà của mình đi. Em cũng đã sắp xếp xong xuôi rồi. Chú Hải Dũng, cảm ơn chú. Vậy mau vào trong thôi. Đi, đi thôi. Nào, cái này để tôi. Nào nào. Nào, để em cầm. Nào, đi thôi. Tiểu Lỗi, hôm nay cả nhà em đã chuyển vào nhà chú Hạ Vũ rồi. Anh cứ yên tâm nhé. Bố làm gì vậy? Con trai,
Con nói như vậy là con đã giấu bố để đi gặp bọn họ à? Hơn nữa cả nhà bọn họ đều đã chuyển tới rồi. Bố đã nói với con rất nhiều lần rồi. Con cứ gặp bọn họ như vậy sẽ hại bọn họ đấy. Bố, con cũng nói cho bố biết, nếu bố cứ như vậy, con sẽ lập tức chuyển nhà đi. Tiểu Lôi, Tiểu Lôi, áp suất thấp là nguyên nhân chủ yếu làm cho kết cấu bê tông bị rời rạc. Nói tiếp đi. Bởi vì sự sản sinh của bọt khí sẽ làm giảm độ kết dính của bê tông, giảm xuống khoảng 80%. Được đấy. Xem ra ngày thường cô có làm bài tập. Đương nhiên rồi. Thật chăm chỉ. Tôi cảnh cáo anh, tránh tiếp xúc thân thể, không được động tay chân. Cô nói vậy là ý gì chứ? Tôi chỉ là động tác của một thầy giáo khen ngợi học sinh thôi. Cô không được nghĩ lung tung. Lại muốn đánh rồi đúng không? Cô nói gì vậy chứ? Đó gọi là tình sư đồ như phụ tử, cô không biết sao? Nếu anh còn nói linh tinh, có tin tôi đánh anh không? Tôi nói cho cô biết, thường ngày đó là do tôi nhường cô. Hôm nay tôi sẽ đàng hoàng dạy cho cô. Đứng dậy đi. Tôi đi mở cửa chút, quay lại xử lý cô sao? Sao lại là cô ấy? Sao cô ấy biết mình ở đây chứ? Ai vậy? Sao anh không mở cửa? Không có ai, không có ai hết. Nhận nhầm nhà thôi. Đi thôi, đi thôi. Nhận nhầm không thể nào. Anh nghe tiếng chuông đi. Nói không chừng có chuyện gấp đó. Mộng Khiết, Minh Châu, cô đến rồi. Sao cô lại ở đây vậy? Tôi đến đây để làm việc. Làm việc? Văn phòng tốt như vậy thì không làm việc, lại chạy tới đây làm việc. Là gì? Cô quản được tôi à? Chỗ này là nhà của tôi. Hơn nữa bây giờ đang trong thời gian làm việc. Được rồi. Vậy Minh Châu, cô đến cửa hàng ăn của tôi một chuyến. Đến đó làm gì? Là em có chuyện muốn nói với cô ấy. Chuyện giữa con gái với nhau. Theo anh ấy học thiết kế. Cô đừng nghĩ linh tinh nữa. Tôi không nghĩ linh tinh. Minh Châu, cô có biết tôi thích Lý Siêu từ khi nào không? Thời còn học tiểu học tôi đã thích anh ấy rồi. Tính đến nay đã sắp được hơn 20 năm rồi. Thời còn học tiểu học 20 mấy năm. Vậy lúc đó cô chỉ cao như vậy mà đã thích Lý Siêu rồi. Lúc nhỏ cô không nói cho tôi biết, sao cô lại? Cô đừng có cười tôi. Bây giờ không phải là lúc để cười. Được rồi, yên tâm đi. Tôi ở cùng Lý Siêu thật sự không có bất kỳ suy nghĩ nào khác. Cô cũng biết, anh ấy du học từ Mỹ về. Anh ấy có quan điểm về xây dựng tiên tiến. Tôi chỉ muốn học thiết kế từ chỗ anh ấy. Chỉ vậy thôi. Minh Châu, không phải là tôi không tin cô. Người tôi không tin chính là Lý Siêu. Không phải trước đây anh ấy từng theo đuổi cô sao? Yên tâm đi,
Tôi nói cho cô một bí mật. Bí mật gì? Tôi đã có người thương rồi. Thật sao? Vậy hai người quen nhau ở đâu vậy? Anh ấy làm gì? Có định tiến tới hôn nhân không? Sao hỏi nhiều như vậy? Thực ra chúng tôi đã có suy nghĩ này. Không phải cô muốn tôi yên tâm cho nên mới cố ý bịa ra chuyện này chứ? Sao tôi lại bịa chuyện chứ? Sao tôi phải lừa cô? Nếu có cơ hội, nhất định tôi sẽ giới thiệu cho cô biết, để cô bất ngờ. Được, vậy tôi tin cô, bởi vì chúng ta là bạn bè. Nhưng tôi cảnh cáo cô, tuyệt đối không được phản bội tôi. Nếu không, tôi sẽ không để cô sống yên đâu. Được rồi, mình đã để hết tâm tư vào chỗ Lý Siêu rồi. Tính đến bây giờ, mình vẫn chưa có thích người đàn ông khác. Thậm chí còn nghĩ anh ấy mà mình sẽ quay lưng lại với gia đình. Quay lưng lại? Tại sao chứ? Chuyện này cậu không cần lo. Dù sao cậu thường tới nhà anh ấy, mình thật sự không vui. Sau này cậu đừng đến đó nữa. Được, mình đồng ý với cậu. Vậy còn được. Minh Châu thời niên thiếu. Mẹ, dọn xong rồi. Mẹ mau đi nghỉ ngơi đi. Mẹ sao vậy? Mẹ khóc sao? Có phải lại nhớ bố con không? Không sao đâu, còn có bọn con mà. Không sao đâu. Minh Châu. Minh Châu. Chú Hạo Vũ, muộn vậy rồi còn chưa ngủ sao? Con chưa ngủ được. Đã lâu rồi không được ở cùng với mọi người, cho nên hôm nay con có chút nhớ bố. Minh Châu à, chú có thể làm chú của con không? Chú đã mất đi cháu gái của mình rồi. Bố con cũng đã rời xa con rồi. Thực ra chú rất hy vọng có một người thân. Chú biết chú không thể cho con được tình yêu của bố, nhưng mà chú sẽ giống như bố con, quan tâm con, chăm sóc và bảo vệ cho con.
Chú Hạo Dũng, sao gọi chú như vậy? Có phải là muốn từ chối không? Không phải, không phải, chú Hạo Dũng. Không phải đâu chú Hạo Dũng, con không có ý đó, bởi vì con quá vui thôi. Hơn nữa cũng là bởi vì gọi quen rồi. Chú à, chú có thể nói như vậy, con thật sự rất vui, bởi vì con cũng hy vọng có thể có thêm người thân. Như vậy sau này lúc con có chuyện không vui thì sẽ tâm sự với chú. Đứa bé ngốc, con biết không Minh Châu, chỉ cần con hạnh phúc, vui vẻ, sống trong căn nhà này là chú đã vui rồi. Gọi chú một tiếng đi. Chú Hạo, có được không? Rất tốt. Tiểu Cường, con đi tập thể dục à? Dạo này con thế nào rồi? Không nói chuyện với mẹ à? Nói chuyện gì chứ? Nói chuyện gì thì mẹ đều đi nói lại với bố. Con có ý gì vậy chứ? Mẹ nghe không hiểu tiếng phổ thông sao? Mẹ kế chính là mẹ kế. Đứa bé này sao vậy chứ? Mẹ, con đi đây. Minh Châu, đi theo bác. Bác có chuyện muốn nói với cháu. Bác à, cháu Minh Châu. Bác à, Minh Châu, cháu nghe ta nói, đã mấy chục năm rồi, chắc cháu cũng đã hiểu chủ lỗi nhà bác. Bác à, bác mau đứng lên đi. Bác đừng như vậy, bác mau đứng lên đi. Bác muốn nói gì thì cứ đứng lên đi. Minh Châu, cháu nghe ta nói, lúc tiểu lỗi còn nhỏ, mẹ nó đã bỏ nó mà đi, rồi bỏ chúng ta. Bác chỉ có thể làm tài xế cho nhà người ta. Bác mang theo tiểu lỗi, không cảm thấy có bất kỳ hy vọng nào cả, cũng không có trông chờ gì cả. Chúng tôi sống như chó mèo vậy. Lúc đó tôi chỉ muốn chết nhưng lại không thể. Minh Châu, hy vọng duy nhất của bác chính là để tiểu lỗi có thể sống thật tốt. Minh Châu, bác xin cháu hãy rời xa tiểu lỗi nhà bác. Nếu cháu thực sự yêu thương nó thì hãy rời xa nó. Chỉ có như vậy tiểu lỗi sẽ lấy mộng kiếp, nó mới có thể thực sự hạnh phúc. Chỉ khi cháu rời xa nó, nó mới có thể trở thành con rể của tập đoàn Bằng Đạt. Bác à, đây chỉ là suy nghĩ của mình bác thôi. Mộng kiếp cô ấy có nghĩ như vậy không? Bác nghĩ bọn họ sẽ hạnh phúc sao? Sao lại không chứ? Có thể làm được mà. Tiểu lỗi nhà chúng ta hoàn toàn có thể làm được mà. Minh Châu, bác xin cháu, bác xin cháu hãy rời xa con bác. Minh Châu à, chỉ có cháu mới có thể giúp nó. Bác xin cháu đó. Bác xin cháu. Cháu đồng ý với bác. Được, cháu sẽ rời xa anh ấy. Cảm ơn cháu.
đứa bé ngoan. Bố, gian lỗi hồi nhỏ. Nhưng con thực sự không biết nên làm thế nào. Có lẽ chỉ có như vậy mới là lựa chọn tốt nhất. Con vẫn nhớ mãi lời của bố, phải có tấm lòng như biển. Trong bóng tối sẽ xuất hiện ánh sáng. Đồng sự trưởng, kết cấu của cục chính thay đổi sẽ làm ảnh hưởng tới độ vững chắc của cả tòa nhà. Chỉ cần bên thiết kế đồng ý thay đổi thì chắc chắn không vấn đề. Nếu như vậy, kết cấu của cả tòa nhà phải bắt đầu tính toán lại. Vậy cậu hãy mở ra một tiền lệ đi, có được không? Quan trọng là giống như loại điều chỉnh này, nó không có tiền lệ công ty Mỹ. Vậy cậu đi nhận lại các nhân viên bị công ty sa thải. Chuyện này tôi đã mắt nhắm mắt mở. Cậu không thể mở một tiền lệ sao? Giám đốc Hạ, cái này, nhận lại một nữ nhân viên này, chuyện này với thay đổi kết cấu một tòa nhà có thể coi như nhau sao? Có. Tôi thấy đều như nhau. Vậy cậu coi thường quy định của công ty, tuyển dụng nhân viên năng lực thấp đến làm việc tại công ty của tôi, vậy sẽ tạo ra tổn thất lớn nhất cho công ty. Chuyện này cậu biết, tôi biết, tôi vẫn chưa báo cho công ty các cậu. Vậy có thể coi đây là một cuộc giao dịch không? Gian lỗi, Lý Siêu, thằng nhãi, mười mấy năm rồi chút nữa thì không nhận ra. Đúng rồi, cậu sao lại? Tôi tìm Minh Châu có chút chuyện, chúng ta nói chuyện sau được không? Tôi sẽ liên lạc với cậu sau. Minh Châu, chúng ta đi. Anh Siêu, tôi sẽ về ngay. Nói chuyện sau nhé.
Anh làm gì vậy? Đi đâu vậy? Bỏ tay ra. Bình Châu, anh hỏi em, có phải bố anh lại đến tìm em? Ông ấy có đánh em không? Không có. Bình Châu, không phải em bị dao động rồi đó chứ? Chúng ta nói rồi, cho dù xảy ra chuyện gì thì không được dao động. Bình Châu, em chỉ nghĩ cho bản thân em, trước giờ chưa từng nghĩ tới hoàn cảnh của anh. Xem đột nhiên lại nghĩ tới chuyện này chứ. Em không cần phải suy nghĩ cho hoàn cảnh của anh. Hoàn cảnh của anh hiện nay rất tốt. Em cảm thấy bản thân quá ích kỷ rồi. Trước đây em cảm thấy chỉ cần em yêu anh, cho dù có khổ có mệt đến đâu em cũng đều có thể chịu được. Em sẽ tiếp tục kiên trì. Nhưng đến bây giờ em mới phát hiện ra là do em quá tham lam rồi. Nếu không có em, anh sẽ sống tốt hơn. Em đang nói gì vậy chứ? Không có em anh có thể sống tốt chứ? Không phải anh đã từng nói phải làm sự nghiệp của bản thân lớn mạnh sao? Như vậy mới có thể hoàn thành được ước mơ của anh. Anh bây giờ thì sao? Anh vì một người con gái, bởi vì em mà không theo đuổi ước mơ của mình nữa sao? Sao có thể làm như vậy chứ? Sao có thể hủy đi tâm nguyện của anh và bố anh chứ? Anh biết rồi. Có phải bố anh đã nói với em chuyện của anh với Mộng Khí không? Mình Châu, em nghĩ đi. Đây chỉ là tâm nguyện của mình bố anh thôi. Không phải em cũng rất hiểu Mộng Khí sao? Sao anh có thể đến với Mộng Khí được chứ? Em đừng nghe bố anh nói bừa. Bây giờ suy nghĩ của bố anh không được bình thường. Anh đừng nói như vậy, ông ấy là bố của anh. Thực ra cũng là vì em nên quan hệ của anh và bố anh mới trở nên tồi tệ như vậy. Anh có biết không? Ông ấy đến tìm em. Ông ấy quỳ xuống xin em hãy rời xa anh đi. Em thực sự không biết mình nên làm gì. Cho nên em xin lỗi Tiểu Lỗi. Nếu như bố em vẫn còn sống thì cũng không đồng ý chúng ta ở bên nhau đâu. Em cũng tôn trọng ý của ông ấy. Bình Châu, em đừng gấp. Em hãy nghe anh nói đã. Đầu tiên là bố anh với bố em không phải một loại người. Chúng ta không thể giơ đũa cả nắm được. Minh Châu, anh cảm thấy bây giờ chúng ta không nên quá quan tâm tới cách nhìn của người khác. Chúng ta phải sống vì bản thân. Trong lòng nghĩ thế nào mới là quan trọng. Em sẽ không vì những lời bố anh nói với em mà từ bỏ tình cảm mấy chục năm của chúng ta chứ. Anh nói cho em biết, nếu không có em, ước mơ sự nghiệp gia đình hay hạnh phúc gì đó chẳng có chút quan hệ gì tới anh cả. Điều anh muốn đó chỉ là em thôi. Ai cũng đừng mong cướp khỏi em ra khỏi anh. Diệp Minh Châu, thư ký, có biết bây giờ mấy giờ rồi không? Giờ giờ làm rồi chẳng có chút quy tắc nào. Xin lỗi, hôm nay tôi có chút chuyện gấp cần phải giải quyết. Tôi phát hiện hình như cô có rất nhiều chuyện quan trọng hơn cả việc công ty. Cô nên làm xong chuyện của bản thân rồi mới thông thả đi làm. Không có. Tôi đảm bảo lần sau sẽ không như vậy nữa. Đến ngày mai phải đọc hết chỗ này.
tóm tắt trong 30 tờ giấy A4. Một buổi tối, những thứ này đều cần sao? Sao vậy? Vì tiếng Anh không tốt nên không làm được sao? Không phải, tôi sẽ cố gắng. Giám đốc Hạ, vào công ty bằng cửa sau. Có phải sau này dự định đi làm bằng cửa sau? Cảm thấy vô cùng thoải mái đúng chứ? Còn ngay ra đó làm gì? Còn không làm việc đi. Đúng rồi, thư ký Triệu. Buổi trưng bày hôm nay chuẩn bị đến đâu rồi? Đã chuẩn bị xong rồi. Nhưng Trân Lý không nghe điện thoại. Diệp Minh Châu, cô có biết cậu ấy đi đâu không? Buổi trưa tôi có gặp anh ấy, nhưng bây giờ thì không biết. Giang Lỗi, đến rồi à? Được đấy, lần đầu tiên gặp mặt sau 10 năm lại không nhận ra tôi. Xem cậu nói kìa, mau ngồi đi. Để tôi xem nào. Được đó, người du học đúng là có khác mà. Đương nhiên rồi, cậu cũng không nhận ra tôi đúng chứ? May mà hôm nay có Minh Châu ở đó, nếu không chắc chắn cậu cũng không biết tôi là ai. Đúng vậy. Uống gì nào? Phục vụ. Chào anh muốn gọi gì? Cho một tách cà phê. Được, xin đợi một lát. Tôi nghe nói cậu bây giờ đang giám sát ở tòa nhà Hợp Thuận. Đúng vậy. Cậu trở về lâu như vậy cũng không tới thăm tôi. Đó là vì cậu bận. Tôi cũng bận sao? Nghe nói bây giờ cậu đã trở thành một luật sư giỏi. Sao nào? Bây giờ vẫn ở nhà của Hạ Bằng Phi chứ? Đúng vậy, tôi và bố tôi vẫn đang ở trong nhà bọn họ. Chào anh, mời dùng. Cảm ơn. Giang Lỗi à, cậu quen Minh Châu từ lúc nào vậy? Chuyện này rất lâu rồi. Lâu là bao lâu? Cũng phải mười mấy năm rồi. Mười mấy năm. Sao vậy? Có vấn đề gì sao? Cậu với Minh Châu đang hẹn hò sao? Đúng vậy, chúng tôi đang hẹn hò, đang chuẩn bị kết hôn. Còn cậu? Thế nào? Mười mấy năm nay sống có tốt không? Bây giờ thế nào rồi? Tôi nghe nói gần đây cậu đang giúp Minh Châu tìm việc, còn phụ đạo cho cô ấy nữa. Cảm ơn cậu. Xem ra các cậu thực sự đang hẹn hò. Cậu thật nham hiểm. Lúc trước tôi còn học ở Mỹ, có viết thư cho cậu. Không phải cậu nói không thể liên lạc được với Minh Châu sao? Trong mười mấy năm này đã xảy ra rất nhiều chuyện, cũng có rất nhiều nguyên nhân, cho nên tôi không nói với cậu. Sao vậy? Giận rồi à? Được rồi, đừng nhỏ nhen như vậy. Tôi mời cậu ăn cơm, coi như tạ tội. Gọi cả Minh Châu nữa. Đối với cô ấy thật tốt vào. Tôi không nên quản nhiều về mâu thuẫn của hai người. Tôi hy vọng cậu đừng làm cô ấy khóc nữa.